xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Phương NTP Cuộc Sống ở Malaysia. Một mùa Giáng sinh đang đến rất gần đấy, hòa trong không khí vui tươi nhộn nhịp thì nhân tiện cái video này, em xin chúc cô chú anh chị và các bạn có một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Đó. Và video hôm nay của em muốn giới thiệu với mọi người về một cái chủ đề, một cây thông siêu to khổng lồ nằm ngay dưới tòa tháp đôi này. Và em mời mọi người thưởng thức buổi nhạc nước cùng với em ở ngay công viên KLCC luôn. Và đây là tòa tháp đôi. Em quay buổi tối nên là nó hơi bị nhiễu, nó không được nét mọi người. Và kia là cây thông mà hôm nay em muốn nói đến. Đây là nhìn từ xa mọi người ạ. Và mọi người thấy không, có rất là nhiều người đang đợi ở đây để xem buổi nhạc nước ở đây. Buổi nhạc nước ở đây ấy, thì diễn ra từ 8 giờ tối và đến 10 giờ tối hàng ngày. Đó, có rất là nhiều người luôn. Nhưng mà họ ngồi cũng giãn cách với mọi người ạ. Đi kiểu như họ đi theo tốp ấy, nên là cũng cách ra chứ không kiểu như không xô bồ như ngày trước khi chưa có dịch. Và đây là cây thông đây mọi người ơi. Và đây là trước cây thông. Trước cây thông thì họ trang trí là đoàn tàu mọi người. Đó, bạn này đang rất là ổn mọi người ạ. Biết mọi người có nghe thấy giọng em không? We'll be right back.
empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Siêu to khổng lồ luôn. Ở phía ngay bên trái em là nhạc nước luôn mọi người. Đó, rất là tiện lợi. Đó mọi người, siêu to khổng lồ luôn. Và trên đây á, họ trang trí rất là nhiều đèn nháy luôn. Mỗi năm ấy, thì họ sẽ bày một cái thông lớn ở đây và họ trang trí sẽ khác nhau. Mỗi năm một kiểu mọi người ạ. Đó. Khi mà có trẻ con ấy, thì rất là tiện lợi. Và cái thông này ấy, thì hôm trước là em nhìn ấy, nó cao bằng 8 tầng của tòa nhà Surya này. Đó, rất là cao. Và mọi người có thể đi vào đây mua sắm, ăn uống các thứ, xong là đi ra đây ngắm cảnh, tiện lợi lắm luôn. Và xung quanh cây thông đấy thì họ sẽ căng một cái hàng rào bảo vệ, vì là ở đây nó có điện đấy, nên mọi người sẽ không, thứ nhất là không cho mọi người chạm tay vào, thứ hai là đề phòng điện giật. Đó, để đảm bảo an toàn cho những người xem đấy. Rồi mọi người đi chiêm ngưỡng cùng em nhé. Đi một vòng với em. Đúng. Rất là nhiều bạn tò mò. Và đây là đằng trước của cây thông. Và đây là một cái đầu tàu ấy mọi người. Rất lớn. Và họ trang trí rất là đẹp ở đây luôn. Có đèn LED luôn này mọi người. Và có một bức tranh giống như 3D, không phải 2D thôi mọi người. Nhìn thật lắm luôn. Đó.
đèn sáng làm nổi bật cái đầu tàu luôn. Và đây là cây thông. Trên cây thông thì họ treo rất là nhiều đèn nháy và những quả bóng to nhỏ khác nhau. Ở máy quay nó cũng vậy thôi, chứ ở bên ngoài những quả bóng này rất là to, to lắm luôn đấy mọi người. Đó. Trời ơi, rất là rộng. Em vừa đếm thử rồi, là cái đường kính của nó đấy khoảng độ là 15 mét đấy mọi người ạ. 15 mét cho cái cây thông này, chưa kể những cái rào chắn xung quanh ấy. Và em không biết là nó nặng bao nhiêu nữa, vì là em thấy ở đây là toàn bộ nó có kết cấu ghép lại là toàn bộ bằng sắt đặc, rất là chắc chắn luôn. Đấy, bây giờ em đang đi một phòng luôn mọi người. Đẹp lắm á, nhìn bên ngoài đẹp hơn đấy ạ. À, đây có bảng chỉ dẫn và em xem nó cao bao nhiêu nhé. Cao 32 mét mọi người ơi, không có cân nặng và chiều rộng. Vậy là em đã đi được một phòng cây thông rồi đấy mọi người ạ. Rất là to, khổng lồ. Mọi người thấy lớn không ạ? Và bây giờ em đang đi tách khỏi cây thông, đi xa khỏi cây thông. Tại vì là bây giờ là 10 giờ rồi nhưng cũng rất là đông ấy. Mọi người đang đi về đấy để chụp ảnh. Sau cái buổi mà xem nhạc nước thư giãn xong ấy, thì mọi người sẽ đi về cây thông để chụp ảnh. Nên là em sẽ đi tách cây thông ra mọi người ạ. Và mọi người ơi, mọi người có thể cho con là đến đây vui chơi, mua sắm, ăn uống. Và có thể đến vào cây công viên á, để mà vui chơi. Nhưng mà công viên ấy, thì bây giờ là đang là mùa dịch nên họ sẽ không mở cửa cho những cái trò chơi để cho trẻ con chơi được đâu. Họ sẽ căng dây hết rồi. Họ căng dây, mình không được sử dụng đâu mọi người ạ. Và mọi người có thể cho đi chơi, đi dạo, đi bộ quanh công viên cùng với bố mẹ thôi. Công viên bây giờ chỉ mở để cho chào đón những người đi bộ thôi đấy, tập thể dục với mọi người. Rồi mọi người ơi, video về cây thông khổng lồ và nhạc nước ở KMCC của em đến đây là kết thúc rồi. Mọi người thấy video thế nào ạ? Mọi người để cho em bình luận ở bên dưới video này nhé. Mọi người xem video thì mọi người cho em xin một nút like, một nút subscribe, một nút share nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye, bye bye mọi người.